Thưa quý vị, đoàn giám sát của tỉnh do Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phan Thiện Nguyệt làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại huyện Thành Quá kiểm tra giám sát về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Hiện nay, quyền đang triển khai thực hiện 7 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với tổng nguồn vốn được phân bổ trong năm 2023 là 2,86 tỷ đồng, dự kiến đến cuối năm tỷ lệ giải ngân đạt 36,2%. Đầu năm 2023, quyền Thành Quá có 170 hộ nghèo, 735 hộ cận nghèo. Qua việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo đã tạo điều kiện cơ hội cho người dân được tiếp cận với các dịch vụ xã hội, có nguồn vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình. Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi những khó khăn chứng mắt trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời cũng kiến nghị đến các sở ngành tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành các văn bản quy định về nội dung mức hỗ trợ đối với hai dự án mà quyền chưa thực hiện giải ngân trong năm 2023.